Tập 10. Mẹ, có việc gì khiến cho mẹ năm lần bảy lượt gọi bọn con đến đây? Hôm nay mẹ rất vui. Có một cô gái đến quầy ba. Cô ấy nói cô ấy là ca sĩ được mời đến. Cô ấy có giọng hát trời cho, hát rất là hay. Là phụ nữ hả? Đương nhiên rồi, đi nào. Là phụ nữ hay không thì liên quan quái gì tới anh? Xem thôi mà. Không được, đi. Thế nào? Là cô ấy sao? Anh biết cô ấy hả? Gặp qua rồi. Con trai, con thấy như thế nào? Rất hay. Tại sao cô ấy lại hát ở chỗ chúng ta vậy? Anh định nhất, em đã hỏi rồi. Chị ấy đến để tìm mối tình đầu. Mối tình đầu à? Tại sao phụ nữ lại luôn trúng tiếng sét ái tình với anh vậy? Hát thật là hay. Cảm ơn. Cô hát hay lắm đó. Cảm ơn mọi người. Cô tên là gì vậy? Mọi người gọi tôi là Tiểu Ngải. Tôi xưng hô với chị như thế nào đây? Cứ gọi là chị Mộng. Vậy mấy vị này là... Đây là con trai nhỏ của tôi, Hữu Hy. Còn đây là con trai lớn của tôi, Định Nhất. Xin chào, tôi là Hàn Định Nhất. Xin chào. Em là Mai Bảo. Em là bạn gái của anh ấy. Xin chào, chị hát rất là hay. Trước đây chị từng đi hát ở đâu rồi? Tôi hát thay cho người khác thôi mà. Hát thay cho ai thì lại không tiện nói. Với một tài năng như cô thì thật không công bằng. Đúng vậy đó, chị hát hay hơn nhiều ca sĩ nổi tiếng đấy. Tiểu Ngải, cô có thật sự muốn hát ở chỗ chúng tôi hay không? Đương nhiên rồi, nếu không tôi đến đây làm gì? Chúng tôi chỉ là quán bar nhỏ, kinh phí có hạn lắm. Cô hát ở đây có phải tội cho cô lắm hay không? Bà chủ à, tôi cảm thấy chị là một người rất cởi mở. Tôi thích lắm, tôi cũng thích cô. Mời cô uống nước. Cảm ơn, nào uống cốc nước mật ong đi. Thực ra thì tôi rất thích cảm giác ở đây. Tôi thích đứng hát trên sân khấu, mang sự vui vẻ đến cho mọi người. Vì vậy tiền không phải vấn đề, yên tâm đi. Nếu như vậy, mỗi tuần cô hát 2 buổi, tối thứ 6 và tối thứ 7. Như thế có được hay không? Không sao đâu, nếu như cô đổi ý thì cũng coi như là chúng ta kết bạn thôi. Không phải, không phải đâu bà chủ. Tôi có một thỉnh cầu. Thỉnh cầu gì vậy? Tôi muốn ở nhà mọi người. Được thôi. Không được đâu. Là thế này, thực ra lúc tôi còn nhỏ, tôi và bà nội đã từng ở căn nhà mà mọi người đang sống. Vì vậy tôi rất yêu nơi đó. Lúc nhỏ tôi học ở Thượng Hải, tôi với bà tôi đều ở đó. Về sau tôi học trung học ở Quảng Châu. Năm nay tôi mới tới Thượng Hải. Hôm đó lúc tôi đi xem thì phát hiện ra mọi người đang ở đó. Tôi cũng thấy tấm biển quảng cáo tuyển ca sĩ, nên đã tìm mọi cách để đến đây. Xem ra chúng ta thật có duyên với nhau. Chúng tôi cũng từ Quảng Châu đến. Nhà tôi rất hoan nghênh cô. Nếu như cô đến quán bar của chúng tôi hát, việc kinh doanh quán bar nhất định sẽ phát triển. Cảm ơn bà chủ. Cảm ơn cô nha. Mình cảm giác từ lúc yêu cho đến nay, Ứng Đông đã mang lại cho mình rất nhiều thứ. Cả cậu và bố mẹ mình nữa. Cảm giác này thật khó chịu. Vậy thì cậu gọi anh ấy quay lại đi. Không được, mình không nỡ. Coi như cậu thật lòng đó. Được rồi, cậu sẽ sớm trở thành một họa sĩ nổi tiếng. Mình thấy vui cho cậu lắm. Vậy cậu sẽ đến giúp mình chứ?
Công việc ở V-Lớp rất nhiều. Mình mà đi thì ai sẽ ở lại giúp cho anh Định nhất đây? Chờ đến lúc tốt nghiệp xong rồi nói được không? Còn 3 tháng nữa là chúng mình tốt nghiệp. Trong cái bình thủy tinh kia của cậu đó, để nhiều giấy như vậy, trong đó cậu viết gì? Đó là bình tâm nguyện. Mình viết những chuyện vui, chuyện hạnh phúc của mình vào những mảnh giấy nhỏ đó, rồi cứ để vào bình. Những lúc không có việc gì làm, mình sẽ lấy ra đọc lại một lượt, cảm giác rất hạnh phúc. Cậu luôn làm những việc lãng mạn như vậy. Và những chuyện hạnh phúc của cậu có liên quan đến mình hay không? Không nói với cậu. Người yêu của cậu gọi điện nè. Em ở nhà của Vivi nói chuyện. Sao vậy? Anh nói đi. Alo, xin chào cô gái Địch. Tôi đã đến rồi. Giờ một lúc nữa gặp. Cô đang tìm một người họ Khang. Đạo diễn Khang, chào cô. Tôi là Gãi Địch, đến chờ lâu rồi, mời ngồi. Phục vụ cho một tách cà phê. Cảm ơn. Cô có khuôn mặt đẹp như vậy, giấu đi để làm gì? Thực ra đó chỉ là do cách quảng cáo của công ty đĩa nhạc thôi. Mùa hè năm nay tôi sẽ cho ra một đĩa nhạc mới. Đến lúc đó hình ảnh của tôi sẽ xuất hiện. Cảm ơn. Hôm nay được gặp cô đúng là danh bất hư truyền. Vậy ra lúc đầu anh tưởng tôi là một phụ nữ xấu xí, không dám gặp mặt sao? Xem ra bộ phim này của tôi tìm đến cô là đúng rồi. Như vậy thì có thể kết hợp luôn với việc quảng bá đĩa nhạc của cô. Lần này tôi hẹn cô đến chủ yếu là muốn mời cô đóng vai nữ chính Tinh Tiểu Nhu của Tìm Một Nửa Chiếc Chuông Gió. Trước đây trên Weibo tôi đã từng đọc qua câu chuyện này rồi, rất cảm động. Vì vậy hôm nay tôi mới đến gặp anh. Không sao đâu, anh cứ nghe điện thoại đi, nếu không cô ấy sẽ gọi mãi đấy. Alo, anh đang ở đâu vậy? Tại sao lại không nghe điện thoại của em? Anh đang làm việc, lát nữa anh gọi sao? Công việc gì chứ? Không phải giấu em gặp phụ nữ khác sao? Anh đang làm việc, anh cứ máy trước nha. Thật xin lỗi, nhưng bây giờ thì không sao rồi. Tại sao anh lại không nghe điện thoại? Sao anh lại đến đây? Anh không biết rằng em gắn máy theo dõi lên người anh sao? Xin chào. Cho phép tôi giới thiệu, tôi tên là Ngô An Phách. Cô có thể gọi là An Phách. Tôi là người sản xuất bộ phim lần này. Chào cô. Không có gì, thì chúng ta nói chuyện tiếp nào. Tôi chỉ muốn tìm hiểu tiến độ của các hạng mục phim mà thôi. Anh muốn mời cô Ngải Địch diễn vai nữ chính bộ phim lần này. Vai nữ chính? Nhiều nữ diễn viên nổi tiếng như vậy lại đi mời một ca sĩ mới nổi. Xin lỗi nha. Đối với tôi mà nói,
thì một ca sĩ bình thường với một ca sĩ nổi tiếng có sự khác biệt lớn. Cô Ngô, lẽ nào cô không biết? Bây giờ Ngải Địch đang rất nổi tiếng. Hơn nữa hiện giờ chưa ai biết ngoại hình của cô ấy, đều rất tò mò về cô ấy. Nếu cô ấy có thể đóng phim, chắc chắn sẽ thu hút được nhiều bạn trẻ yêu nhạc. Anh tin rằng điều đó rất có lợi cho việc tiêu thụ của phòng vé. Với em mà nói thì hình như không phải như vậy. Tuy Ngải Địch rất nổi tiếng, nhưng cũng chỉ là một ca sĩ. Mọi người đều không biết cô ấy trông như thế nào. Đến lúc ra affix, không thể để tên cô ấy to hơn những tên diễn viên khác. Nói tóm lại, lượng vé bán được và tên tuổi của cô ấy không hề liên quan đến nhau. Anh đã nói với em rồi, chúng ta không phải làm phim kiểu thị trường. Anh không cần biết hiệu suất tiêu thụ vé thế nào. Cái anh muốn là một người mới, một gương mặt mới để có thể phù hợp với hình tượng Đinh Tiểu Nhu. Hơn nữa, điều đó sẽ khơi nguồn cảm hứng sáng tạo của anh, cho anh cảm giác làm gì. Anh muốn có cảm hứng gì? Anh muốn tìm cảm giác gì chứ? Em vì anh đầu tư nhiều tiền như vậy, không phải để anh bí mật đi tìm một tiểu minh tinh. Cô Ngô à, tôi thấy cô nói rất có lý đó. Nếu nói về điện ảnh thì tôi vẫn là người mới. Tôi cũng không hy vọng rằng lần đầu tư này của cô sẽ dành cho tôi. Nếu mà nhà sản xuất và đạo diễn vẫn chưa bàn bạc kỹ lưỡng với nhau, thì theo tôi mọi người nên bàn bạc lại với nhau kỹ hơn. Rất vui vì được biết hai người. Tôi xin phép đi trước. Chờ chút, Ngải Địch, tôi còn chuyện muốn nói với cô. Nếu cô không ngại, tôi có thể tiễn cô một đoạn không? Được. Cô đợi tôi một lúc, sau đó tôi sẽ đi tìm cô ngay. Được rồi, lát nữa gặp nha. Giờ thì em mãn nguyện chưa? Anh thức giả lắm mới hẹn được người ta ra đây. Kết quả là bị em phá rối. Trừ khi đầu óc có vấn đề, chứ nếu không người ta chắc chắn sẽ không đến đóng phim. Cô ta không diễn thì không diễn. Em không muốn cô ta đóng phim. Em làm sao vậy? Em ghen như thế này là để làm gì? Đương nhiên phải ghen rồi. Anh âm thầm gặp Ngải Địch sau lưng em lén lút như vậy, làm sao mẹ không nghi ngờ? Anh gặp cô ấy là vì em không hiểu thế nào là làm phim, vì em thiếu chuyên nghiệp nên anh sợ rằng sẽ dọa chết anh. Em không chuyên nghiệp thì anh có thể dạy em. Em vì anh mà bỏ tiền ra đầu tư, anh lại coi em như người ngoài. Ngay từ đầu anh đã không muốn hợp tác với em, đúng vậy không? Em nghĩ thế nào cũng được hết. Khang Tử Duệ, với công việc anh lúc nào cũng nhiệt tình và tận tâm, anh từ trước đến nay đều không để ý cảm giác của em. Nếu như lúc đầu em biết anh ích kỷ như vậy thì em đã không ở bên cạnh anh rồi. Bây giờ em hối hận vẫn còn kịp đó. Em muốn về nhà, anh đưa em về đi. Không phải em có tài xế sao, cần gì anh nữa? Em muốn anh đưa em về. Anh không muốn hay sao? Đúng, không muốn đó. Anh không phải là tài xế của em. Khang Tử Duệ, anh thử đi xem. Khang Tử Duệ, chuyện vừa rồi xin lỗi cô nha. Tôi không biết cô ấy sẽ đến. Đây là lỗi của tôi. Tôi thay mặt cô ấy xin lỗi cô. Vừa nãy cô ấy đã thất lễ, không lịch sự. Xem ra những lời đồn thổi bên ngoài là thật. Thực ra, trước khi anh hẹn tôi, đã có đạo diễn và nhà sản xuất một vài bộ phim đến tìm tôi nói chuyện. Nhưng mà họ đều bị tôi từ chối. Bởi vì tôi thấy các tác phẩm của anh rất tài hoa và cũng rất có ý nghĩa. Sau khi tôi đọc kịch bản của phim này, tôi thấy sự lựa chọn của tôi là đúng. Nhưng mà tôi lại không hiểu tại sao anh lại biết tôi có thể đóng phim chứ. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên nghe giọng của cô ở đài truyền hình. Tôi đã cảm thấy giọng của cô không hề giống với ca sĩ khác. Giọng của cô rất giàu cảm xúc. Tôi tin rằng những ca sĩ có cảm xúc như vậy có thể diễn tốt vai Đinh Tiểu Nhu. Bộ phim đó là bộ phim tình yêu. Phải có một trái tim thuần khiết mới có thể diễn tốt được. Tôi thấy cô không phải là người chưa từng yêu bao giờ. Tôi cũng như những người phụ nữ khác thôi. Yêu cũng không ít, nhưng không quan tâm đến kết quả sau này. Tình yêu mà tôi theo đuổi là một tình yêu hoàn chỉnh. Tôi rất may mắn khi mối tình đầu của tôi là một người tốt. Bây giờ phụ nữ tìm một người để yêu không hề dễ. Không phải vì không muốn để lại cho mình quá nhiều kỷ niệm đó chứ. Nói một đằng nghĩa một nẻo, thực ra mỗi người phụ nữ đều hy vọng vào mối tình đầu của mình thôi. Đạo diễn Khang, anh thật sự không hiểu hay là không muốn hiểu đây? Cô nói chuyện thật thẳng thắn. Bạn gái của anh rất đáng yêu. Cô ấy tính tình không tốt. Con nhà có tiền thường không được bình tĩnh cho lắm đâu. À đúng rồi,
Anh cho tôi xuống ở đoạn kia đi. Tôi tự bắt xe về nhà tôi. Không sao, để tôi đưa cô về. Không cần đâu, bạn gái của anh sẽ hiểu lầm đó. Vậy thì cứ để cho cô ấy hiểu lầm đi. Hay là cô sợ tôi thích cô chứ? Anh muốn lợi dụng tôi để chia tay với bạn gái anh hay sao? Tôi không muốn làm công cụ cho người khác đâu. Anh quay về tìm cô ấy đi. Cô ấy quan tâm đến anh vì anh là mối tình đầu. Đừng để cho cô ấy có một mối tình đầu với người tệ bạc. Đành thế vậy, tôi sẽ liên lạc qua điện thoại với cô sau. Lần sau gặp lại. Được rồi, tôi không có để ý đến việc bạn gái của anh không thích tôi. Lần sau hãy đi cùng người sản xuất. Tôi đi đây. Được. Đi cẩn thận. Tạm biệt. Tạm biệt. Hôm nay chúng ta sẽ học cách thái chỉ cà rốt. Mọi người làm cẩn thận, đừng có làm vội. Trước tiên hãy xem giáo viên làm mẫu. Cẩn thận đó. Chào cậu, mình để ý cậu rất lâu rồi. Có thể cho mình cách thức liên lạc, chúng ta kết bạn, dần dần làm quen được không? Mọi người chú ý nhé. Về chỗ của mình ngay đi. Vivi, mình là Dương Đông Vũ. Là cậu à? Cậu theo dõi tôi hả? Cậu đừng hiểu nhầm, mình muốn xin số điện thoại của cậu thôi. Cậu muốn số của tôi để làm gì? Từ ngày đầu tiên cậu đi học, mình đã chú ý đến cậu rồi. Mình muốn chúng ta có thể nói chuyện và làm quen với nhau. Được rồi, đến lúc đó tôi sẽ tự liên hệ với cậu. Cậu về trước đi. Cậu không có số điện thoại thì làm sao mà gọi? Vậy thì cậu không cần gọi cho tôi. Cậu không có số điện thoại sao? Đây, tự nhập giùm đi. Tốt quá. Được chưa vậy? Được rồi, được rồi. Vivi, mình có số của cậu rồi. Có rồi thì mau đi ngay đi. Được, được, được. Mình sẽ nhắn tin cho cậu sau. Được rồi. Tạm biệt nha. Anh Định Nhất về rồi à? Tiểu Kim, em không quen người đàn ông vừa nãy. Anh thấy hình như cậu ấy thích em. Không phải chứ, chỉ là trao đổi số điện thoại giữa các bạn thôi. Đó là chuyện bình thường mà. Anh đừng nghĩ nhiều nha. Anh làm sao mà phải nghĩ chứ? Việc này cũng chẳng liên quan tới anh. Anh thấy cậu ta rất tốt. Thật thà, như thế cũng có thể chăm sóc tốt cho em rồi. Vậy sao? Nhưng mà nên để ý một chút, quan sát thêm xem thế nào. Anh không muốn em bị lừa. Nếu như em bị lừa, anh lại phải cứu em. Có đúng vậy không? Anh yên tâm đi, em tuyệt đối sẽ không yêu linh tinh đâu. Cho dù em yêu rồi thì không phải anh cũng một mình hay sao? Em không phải loại người không có dễ khí như thế. Em sẽ luôn giúp đỡ anh công việc ở cửa hàng này. Nếu sau này em không kết hôn thì cũng đừng trách anh đó.
Tiểu Kim, anh Tử Duệ, anh chị ấy đang ở trong kia. Vivi, anh sao hôm nay lại có thời gian qua đây vậy? Nhà hàng của em gái mở, là anh trai đương nhiên phải đến. Định Nhất, anh xem nhà hàng này đều do anh Định Nhất thiết kế, nhưng mà khăn trải bàn kia là do em chọn đó, đẹp không anh? Cũng được đấy, đạo diễn Khang, thử tay nghề của em gái anh đi. Được, để anh xem tay nghề của cô em gái này nào. Anh ngồi xuống cho em. Đi nào. Kính chào quý khách. Tiểu Kim, Hữu Hy, An Phát, mọi người cũng đến hay sao? Thấy thế nào? Đẹp thật đấy anh. Hữu Hy, không tồi đâu anh. Thế nào, anh thiết kế đấy, giỏi thiệt luôn đó. Nào nào, vào trong xem đi. Đi nào. Anh, đến cá anh cũng thay rồi hay sao? Lúc nào đó cậu cũng thêm vào đi. Được thôi. Hôm nay thật là trùng hợp ghê. Anh Bình vừa đến thì các cậu cũng đến. Có gì mà trùng hợp chứ? Rõ ràng là có người cố tình đi theo anh. Đạo diễn Khang, dạo này thu nhập của em hạn hẹp lắm. Cơ hội tốt như thế này thì làm sao mẹ có thể bỏ qua. Mong anh thứ lỗi cho nha. Hôm nay cửa hàng của các cậu khai trương nên mình muốn đến ăn một chút gì đó. Sao vậy, không hoan nghênh sao? Hoan nghênh chứ, đương nhiên rồi. Nào, cậu muốn ăn gì chứ? Cứ chọn thoải mái đi nhé. Mình muốn ăn giống như anh trai của cậu. Đạo diễn Khang, muốn ăn gì? Ăn gì chứ? Cho tôi một phần pizza vi lớp, không có gì. Được rồi, cho em một phần với. Tính vào tiền của cô ấy. Chờ chút, đồ vô lại. Đến rồi đây, mọi người thử xem. Anh, phần của anh ở chỗ anh Định Nhất, đạo diễn Khang, anh thử xem. Thơm quá, em gái của anh làm đấy. Đúng lúc mọi người đều ở đây, em muốn thông báo một chuyện. Chuyện gì vậy? Mình với anh của cậu đã quyết định để Ngải Địch đóng vai chính trong câu chuyện Tìm Một Nửa Chiếc Chuông Gió. Thật không? Thật đấy, không tin thì cậu hỏi anh ấy xem. Không sai, tôi đã gặp cô ấy rồi. Cô ấy cũng đồng ý. Anh gặp cô ấy rồi hay sao? Cô ấy có đẹp không? Em cũng rất muốn biết rốt cuộc Ngải Địch trông như thế nào đó. Yên tâm đi, cô ấy rất xinh đẹp, hoàn toàn có thể đảm nhận vai diễn Đinh Tử Nhu. Ai nói cô ta đẹp? Mình thấy cô ta rất bình thường, chỉ là có cá tính thôi. Anh thấy đó chỉ là chủ kiến riêng của em thôi. Anh nói em không đủ khách quan. Xinh đẹp thì làm sao? Trông chẳng có khí chất, thật tầm thường. Vậy rốt cuộc cô ấy có đẹp hay là không đẹp đây? Cậu hỏi anh ấy đi. Hỏi anh đó. Đừng hỏi tôi. Có người không thích nghe người khác xinh đẹp, tài giỏi. Thế thôi, pizza ngon đấy, cứ từ từ thưởng thức đi. Anh đi luôn hả? Cô Ngải Địch này là ai vậy? Sao mọi người hào hứng vậy? Chẳng lẽ anh không cập nhật hay sao? Phải bắt kịp thông tin thời đại. Sao? Hiện nay Ngải Địch đang là một nữ ca sĩ rất nổi tiếng, nhưng từ trước đến nay chỉ nghe thấy giọng chứ chưa từng nhìn thấy mặt cô ấy. Là ai mà thần bí vậy? Khang Tử Duệ, tại sao mấy ngày hôm nay anh không nghe điện thoại của em? Em nói xem. Đồ hẹp hòi, chuyện đã qua nhiều ngày rồi mà anh vẫn giận. Không phải em cũng giận hay sao? Hết giận rồi à? Em hết giận lâu rồi. Em cũng tìm hiểu rồi. Mối quan hệ với anh và Ngải Địch thật sự không có gì hết. Mấy ngày nay cô ấy đều ở trong khách sạn, còn anh thì ở phim trường. Em đã hiểu nhầm quan hệ giữa hai người. Thôi mà, em cũng không giận nữa rồi. Anh đừng giận nữa có được không? Ôm nào, ôm nào. An Phách, em hãy nghe cho rõ này. Nếu em còn muốn ở bên anh thì hãy sửa cái thói xấu đó đi. Anh không thể chịu được cái kiểu 3 ngày thì lại cãi nhau, 5 ngày thì lại loạn thế này đâu. Anh càng không chịu được sự kiểm soát và cái bệnh đa nghi của em. Em nghi ngờ anh là vì em quan tâm tới anh mà.
Công việc của anh hàng ngày đều phải tiếp xúc với rất nhiều phụ nữ. Nếu em không thể sửa cái tật xấu đấy của em, vậy thì xin lỗi, chúng ta chỉ có thể chia tay mà thôi. Được rồi, em sẽ thay đổi mà. Nhưng mà anh cũng đừng tùy tiện nói chia tay như vậy, được không? Không phải trước đây anh từng nói với em rằng trước khi anh hoàn toàn yêu em thì anh sẽ không bỏ đi hay sao? Bỏ ra! Bỏ ra! Không phải vừa nãy em nói muốn ôm anh hay sao? Lần nào cũng làm cho em tức rồi lại dỗ dành em. Đáng ghét. Chúng ta đi thôi. Đi đâu? Chẳng phải mấy ngày trước nó muốn đi xem phim hay sao? Đi, chúng ta đi xem phim. Cậu nói xem hai người này cãi nhau. Tình yêu nam nữ thật khó đoán mà. Cậu muốn hiểu tâm tình của họ thì tìm một người để yêu là được rồi. Nhưng những ngoại hình như cậu bây giờ rất khó có đàn ông theo đuổi. Cậu này, đi thôi. Mình mua vé xem phim Fast and Furious. Đi xem phim cùng không? Chúng ta đi xem phim đi. Xem Fast and Furious thế nào? Fast and Furious sao? Không phải cậu xem rồi đấy chứ? Hôm qua mình đã đi xem cùng Ứng Đông rồi. Cậu cũng giỏi thiệt luôn đó. Chúng ta đã hẹn trước rồi mà. Được rồi, đừng giận nữa. Có gì to tát đâu. Lát nữa mình lại đi xem cùng với cậu. Có gì đâu, mình không cần. Cậu tưởng chỉ có cậu có người hẹn đi xem phim sao? Ai? Dương Đông Vũ. Dương Đông Vũ là ai vậy? Là bạn học ở lớp nấu ăn đó. Có phải đang theo đuổi cậu không? Đâu có, chỉ là bạn bè bình thường. Bạn bình thường thôi hả? Ừ. Vì thân mến, mình đột nhiên rất nhớ cậu. Mình nhớ đến lúc cậu ở lớp học nấu ăn. Nhớ dáng vẻ chăm chỉ của cậu. Mình thấy cậu rất đáng yêu. Lúc này mình đang rất nhớ cậu. Trả cho mình. Ôi trời ơi, Khang Vi Vi, kinh dị quá đi. Nổi hết da gà rồi nè. Cậu dám nói hai người là bạn bè bình thường đó hả? Bọn mình thật sự chỉ là bạn bè bình thường. Một chút cảm giác với cậu ta cũng không có. Vậy cậu có cảm giác với ai? Mình chả có cảm giác với ai hết. Người nhớ cậu gọi đến đây. Nhanh, nhanh đi. Nghe đi. Không nghe. Sao lại không nghe chứ? Khang Vi Vi, cậu không thể như thế này được. Cậu mà như thế này thì mãi mãi không yêu đâu. Cậu phải thử, mở lòng ra đi. Cậu cứ một mình như vậy, mình rất lo. Nhanh đi, nhanh đi. Mình không nghe, không nghe. Không nghe. Tại sao lại không nghe vậy hả? Cậu còn chưa biết cậu ta trông như thế nào. Trông như một con ếch vậy. Ếch cũng có thể biến thành hoàng tử mà. Bóng tốt. Cậu lại thắng rồi. Đó ràng là cậu nhường tôi. Tôi muốn đấu một trận công bằng, chứ không thích kiểu chiến thắng kiểu nhường nhịn. Tôi không nhường cậu. Tất cả là do thực lực của cậu thôi. Tôi biết thực lực của tôi như thế nào. Chúng ta đã lâu lắm rồi không chơi bóng cùng nhau. Đúng vậy. Từ sau khi cậu yêu, tôi bị bỏ quên luôn. Vậy sao? Tôi lại cảm giác cậu đang tránh xa tôi.
Thôi, không nói chuyện này nữa. Chơi thêm một ván nữa đi. Nói xem anh chàng đẹp trai của chúng ta thích mẫu phụ nữ như thế nào. Mọi người đều lo cho cậu đó. Ca sĩ nổi tiếng Ngải Địch. Mọi người xem Ngải Địch này, không chỉ hát hay mà còn rất xinh đẹp nữa. Người đẹp giọng hay, dựa vào ngoại hình mà thôi. Làm sao mà cậu biết được cô ấy chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ? Hơn nữa bây giờ đi Hàn Quốc một chuyến, ai cũng có thể là Yoon Eun Hee. Qua Hữu Hy, cậu sửa những tấm ảnh này lúc nào vậy? Sao Ngải Địch lại có thể yêu thầm cậu? Làm gì có, đây là ca sĩ mới của quán bar Hãy Ôm Tôi đấy. Không thể nào, người ta là Ngải Địch thì làm sao có thể hát cho một quán bar nhỏ như nhà cậu chứ? Cái gì? Cô ấy là Ngải Địch hả? Đúng. Mấy hôm trước tôi và Khang Tử Duệ còn gặp cô ấy ở quán cà phê của khách sạn, để mời cô ấy đóng vai Đinh Tiểu Nhu. Vậy thì đúng là một người. Đúng. Liệu có phải chị em sinh đôi hay không? Không thể nào. Lẽ nào mẹ của anh mời Ngải Địch đến hát cho quán bar sao? Tôi biết rồi, hiểu rồi. Phụ nữ là vậy, luôn hy sinh vì tình yêu. Cô ấy còn muốn ở nhà của tôi. Đối thủ mạnh như thế này thì làm sao mà mình địch lại? Yên tâm đi. Tạp chí, Weibo, tin nhắn, điện thoại. Mai Bảo, tiết này là tiết gì? Tự học à? Sách đâu? Xem ra tâm trạng của thầy Lam hôm nay không được tốt cho lắm. Cậu chưa nghe tin gì sao? Gần đây cô Dương và Lưu Lập Ba lại hạnh phúc bên nhau. Tự quản lý. Biết tự quản lý sẽ quyết định việc thành công hay thất bại của người nào đó, rõ chưa? Rồi à. Chị thì hãy đưa ra một lý do để không bị phạt nào. Thầy Lam, bọn em vừa nói chuyện về chương trình ca nhạc của trường mình. Có thể dùng tiền vé để gây quỹ xây trường. Chỉ cần em không tham gia vào là tôi thấy rất vui. Không cần em giúp đôi. Thực ra em có thể đại diện cho trường mời Ngải Địch đến. Cậu á, Ngải Địch yêu thầm tôi. Nếu tôi mời, cô ấy nhất định sẽ đến. Qua Hữu Hy, cậu bị bệnh hả? Cậu mới bị bệnh. Cậu đúng là có vấn đề. Cậu tưởng mình là ai cơ chứ? Tất cả phụ nữ trên thế giới đều yêu thầm cậu. Thích cậu đó hả? Đúng vậy. Hơn nữa mình thấy Ngải Địch với người này chỉ giống nhau, chắc chắn không phải là một người. Hữu Hy, cứ coi cô ấy là Ngải Địch đi, thì liệu cô ấy sẽ không nhận lời mời của em đâu. Chỉ cần dựa vào lúc cô ấy ở nhà mình thì em đã biết cô ấy có cảm tình với em. Cô ấy sẽ nghe lời của em. Ngải Địch ở nhà cậu hả? Anh Hoa, chuyện này không phải trò đùa đâu. Nếu như em nói với mọi người như vậy nhưng mà không làm được thì sẽ như thế nào đây? Em sẽ bỏ học. Thầy à, thầy đừng để ý tới nó, đó là chuyện đùa thôi mà. Được, tôi đợi em bỏ học. Hoa Hữu Hy, anh làm sao mà phải dọn dẹp lại phòng vậy hả? Có phải vì cô gái giống Ngải Địch đó hay không? Mai Bảo à, nếu như em không thích vậy thì tại sao em lại phải làm những việc này? Em làm việc này vì không muốn mọi người nghĩ rằng chỉ có mình anh quan tâm tới cô ấy. Em muốn cho mọi người biết em với anh cùng một chiến tuyến. Được, nếu như anh em mình cùng một chiến tuyến vậy thì em phải giúp cho anh mời Ngải Địch đến buổi ca nhạc của trường mình, hoàn thành nhiệm vụ lần này. Hơn nữa anh hát cũng không tồi mà. Nếu cô ấy cảm thấy anh là một người phù hợp với cô ấy vậy thì tiền đồ của anh sẽ được mở rộng đó. Em không muốn anh dựa vào người khác. Muốn em không để ý đến anh hay sao? Đừng hòng nghe chưa. Em quá đáng rồi đấy. Em biết mà. Đến đây. Đến nhà rồi. Làm phiền rồi. Không phiền đâu. Phòng của cô, con trai của tôi đã dọn dẹp sạch sẽ. Cô sẽ ở tầng trên. Đúng rồi, nếu như chị muốn đóng vai nữ chính Đinh Tiểu Nhu trong phim của anh Khang Tử Duệ thì ở phòng tôi là hợp nhất. Ở đấy chị sẽ tìm thấy dấu ấn tình yêu của họ. Cậu đã xem tờ tạp chí đó rồi hay sao?
Mọi người đều thấy cô rất giống với ca sĩ thần bí ngải địch đó. Anh đã nói rồi mà, chỉ là giống thôi. Đúng, sao có thể như vậy được? Nếu là ngải địch thì làm sao có thể ở nhà chúng ta được? Nhà chúng ta bình thường thế này. Đúng. Dì Mộng à, tôi đúng là cô ngải địch đó đấy. Cô chính là ngải địch. Vậy thì tôi trúng số rồi. Thật là xấu hổ đó mẹ. Nếu mọi người không có ý kiến gì thì tôi muốn ở phòng của anh ấy. Giờ hồi nhỏ tôi đã ở đó. Không sao, phòng tôi rất đơn giản. Đến xem đi. Cảm ơn. Quán bar chúng ta sắp nổi tiếng rồi. Chị ấy thật sự là ngải địch hay sao? Chứ tại sao ngải địch lại có thể ở phòng đó? Chị ấy lại đồng ý hát chính cho quán bar Hãy Ôm Tôi nữa chứ. Thật không thể tưởng tượng nổi. Không hợp lý thế nào. Cháu nghĩ chị ấy đến đây chắc chắn là gì sắc đẹp rồi. Là con gây chuyện hả? Con thề với trời, đến cả đầu ngón tay của cô ấy con còn chưa từng chạm vào. Định nhất không phải con đó chứ. Mẹ không thể nào đâu. Trừ ngày mưa hôm đó, con cho cô ấy đi nhờ ô, nhưng sau đó thì không gặp nhau nữa. Cũng có thể là quê cũ thật mà. Hoặc cũng có thể trước đây từng có người nhà ở đây. Mẹ, như thế này được không mẹ? Mẹ nói xem phụ nữ thích con nhiều như vậy, yêu thầm con như vậy, đến thêm cả đầu ngón chân cũng chưa hết. Có lẽ, con chỉ nói có lẽ thôi. Mọi người cho con 3 ngày 3 đêm, con sẽ làm cô ấy nhớ lại mọi chuyện. Hai thằng con của tôi, một đứa là mùa đông, một đứa là mùa hè. Thật đúng là vật phẩm cao cấp của mẹ mà. Hay quá, tặng cô này. Cảm ơn đạo diễn Khang. Có gì muốn tìm hiểu vai diễn trong phim mà sống ẩn dật trong chúng tôi hay sao? Tôi có thể nói không phải không? Tôi đoán cô muốn ở trong khu của chúng tôi. Nhưng tôi không ở cùng em gái. Có cần tôi giúp cô chuyển nhà không? Tại sao các anh chàng đẹp trai như anh lại tự đại như vậy hả? Bạn gái của anh đến rồi kìa. Ăn phách đến rồi. Ngồi xuống. Bên đó có Mai Bảo rồi. Đi uống chút gì đó đi. Được. Tại sao đối thủ của mình lại là ca sĩ chứ? Mình ghét nhất là ca sĩ đó. Thôi được rồi, cậu xinh đẹp như thế cơ mà. Cô ấy muốn cướp của cậu, cướp sao được? Thì cứ coi như mình xinh đẹp cũng là do ông bố giàu có. Đâu có như người ta tự lực cánh sinh vượt qua hoàn cảnh. Người đàn ông nào mà có được một người đàn bà như thế thì luôn được đi xe sang, còn được đánh giá cao. Người anh trai phong lưu của mình thật thất đức. Gặp ai cũng tặng hoa cho người đó, thật là trăng hoa. Cái gì? Anh ấy còn tặng hoa cho cô ta? Anh ấy còn chưa bao giờ tặng hoa cho mình. Khang Vi Vi, đừng có chọc cô ấy nữa mà. An Phách, ngải địch là thần tượng của mọi người, nên anh Tử Duệ tặng hoa cho chị ấy cũng là chuyện rất bình thường. Đừng nghĩ nhiều quá, không có gì đâu.
Sao có thể như vậy được? Người phụ nữ cướp bạn trai của người khác thì làm sao có thể là thần tượng của mọi người? Mình nói này, phụ nữ ở với nhau có thể nói chuyện khác được không? Không thể. Là do các cậu không tin tưởng vào bạn trai của mình thật đấy. Không phải đâu. Là do Dạng Gia, cậu đã quá tin tưởng vào bạn trai của cậu. Cậu xem bên kia đi, không phải Ứng Đông của cậu cũng bị sức hấp dẫn của Ngải Địch thu hút rồi hay sao? Cậu xem cách anh ấy cười kìa. Thì sao, có vấn đề gì hả? Cười rất đáng yêu đó chứ. Chỉ có cậu thấy đáng yêu thôi. Dáng vẻ của Ngải Địch lúc hát thật là đẹp. Mẹ cũng thích Ngải Địch. Nào, dì thần tượng uống một ly nào. Vivi, nói mình nghe, vừa nãy có chuyện gì? Đừng nghĩ nhiều, cõi đùa thôi mà. Quấy giờ anh trai của mình chỉ là bạn bình thường thôi, không có gì đâu. Cạn ly nào, vì bạn trai đáng chết của mình. Làm gì vậy? Làm gì? Mình nói cho cậu nghe, bây giờ là thời điểm tốt để thoát thân. Cậu có thể đẩy Hữu Hy cho Ngải Địch, hay nói cách khác là cậu ta sẽ thay đổi, không cần cậu nữa. Sau đó cậu giả vờ phá thai, để cho cậu ta cảm thấy tội lỗi đến hết đời.